Biển là bây giờ là thiếu cua, giờ mới có mũi ghẹ thôi. Chết luôn. Liên quan đến câu hỏi thoáng mát rồi, gái thì xinh thì đẹp, như giờ thiếu mũi ghẹ thôi. Ý chú thế nào? Ý chú thế nào? Cua nó phải nhiều gạch. Nói chung là cảm xúc thì không, chắc chắn là sẽ không tả thành lời rồi. Thì không bao giờ bị, nhưng mà xúc thì một chút. Nếu mà tí nữa đồng chí Hà mà chỉ có lệch một câu là chúng tôi sẽ dành hết cảm xúc cho anh Hà. Nói chung cảm xúc này là tí nữa tôi mới nói được. À, vâng, em cảm ơn anh nhé. Tí nữa nó căng rồi tôi mới nói được. Hôm nay là sinh nhật của anh Hà. Vợ anh thì ở nhà. Nếu như trên cương vị là bà xã của anh Hà thì hôm nay em sẽ làm gì? Làm gì tối nay? Nói to lên. Sinh nhật của với chúng mình là bà xã của anh Hà. Thôi thì sinh nhật anh Hà thì em sẽ dành những nụ hôn nồng cháy nhất. Ngoài hôn ra làm gì nữa? Em là, và làm những điều gì mà anh ấy muốn. Anh ấy muốn ngủ. À, em sẽ sẵn sàng ngủ. À, rồi. đang nói ngoài lề thôi. Đấy, hôm nay sinh nhật là anh Hà thì em có cảm nghĩ gì không? Với một đồng chí trưởng công an. Chả có cảm nghĩ gì cả. Chả có cảm nghĩ gì cả. Ta trở ra cô này. Phóng viên này, này. À, nói là nói chúc mừng sinh nhật, chúc đại gia đình năm nay làm ra mạnh khỏe, mua được nhiều cái ô tô để có phải là để đi du lịch, có mua được cả cái tàu biển này thì tốt để đưa đoàn đi đỡ phải mất tiền. Hôm nay là sinh nhật thằng mặt già của anh, của chị. Chị có cảm nghĩ gì không? Có chúc gì cho nó? Chị cho nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh thích 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 bảy tân vì chơi thu chơi thương nhớ đêm nay mây gió gió nghe tiếng hờ em có tiếng 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 bao bao phù với tiếng nhung trong đêm dài loại loại bài sẽ không tỏ ra đôi bài. Hợp hân nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you.